iPhone 13 Pro Max giá rất sập sàn, máy rẻ, dùng mượt nhưng mà lại rất hiếm hàng, rất khó nhập hàng và anh em không nên mua qua tay hoặc là mua trên mạng nếu như chưa tìm hiểu kỹ nhé. Lý do vì sao mà mình lại nói như thế? Bởi vì đến thời điểm này thì mình chắc là 99% anh em dùng iPhone đều nghe đến cái việc là 13 Pro Max bị lỗi màng. Mình thì cũng đã nói về cái vấn đề này khá là nhiều rồi và mình xin khẳng định lại với anh em một lần nữa là nếu mà anh em mua qua tay với cái giá rẻ thì 99% chắc chắn là máy đã bị lỗi màng. Ôi trời ơi! Tiếp tục là câu chuyện khách mang máy qua để kiểm tra lên đời đây anh em ạ. Máy này ấy là anh em xương sườn xương chậu của nhân viên nhà em ấy, em để lắm mới bảo mang qua kiểm tra xem ok thì hỗ trợ lên đời, chứ còn bình thường ấy thì bọn em cũng không nhập 13 Pro Max bên ngoài vào, anh em biết rồi đấy. Chỗ người nhà ấy thì hỏi làm gì nhiều, cứ kiểm tra luôn thôi. Quy trình thì vẫn thế, xem qua một lượt hình thức này, màn này, lưng, viền, loa cam các kiểu, thấy ngoại hình cũng ngon thì mở ra kiểm tra thôi. Tuyệt vời, giờ mở ra ấy thì mới giao lưu tí này. Ông máy này anh mua ở đâu đấy ạ? Em mua ở trên hội nhóm ấy chị ơi, có ông đang bán thì em mua luôn. Anh mua bao nhiêu đi anh? Đợt đấy em mua là 18 triệu chị ạ. Anh mua bao lâu rồi mà 18 triệu? Cũng khoảng tầm được 6-7 tháng rồi chị. Vâng, bây giờ như này nhá, con này ấy thì fix màn rồi anh ạ. Mà cái bọn 13 Pro Max này ấy bây giờ fix màn nhiều lắm, mua trên mạng là dễ dính đòn lắm ý. Đáng ở đây là có những cái điểm mấy người ta bắt dây và người ta dán đè cái siêu đen này nè, còn dính đen này nè. Nói chung là máy này thì giờ bình thường bọn em cũng phải thanh lý giá rẻ thôi, nên là con này nhà em không nhập vào được anh ạ. Tóm lại ấy, thì anh em đừng có nên chủ quan nhá, và đừng có qua lo quá, bởi vì anh em bỏ tiền ra mua một con máy mang cái con xe máy như thế này ấy thì cố bỏ thêm 1-2 triệu nữa tìm cửa hàng uy tín để mua cho chắc anh em ạ. Cửa hàng ấy còn cam kết không zin tặng máy này, rồi là còn bảo hành 12 tháng mới được đổi bột này. Chứ cứ thấy ở trên hội ấy bán rẻ hơn có 1-2 củ là háu lắm, xong rồi đòi trích luôn cho bằng được cơ. Thôi nhá, giờ thì phải cân nhắc lại này, tìm hiểu kỹ chưa nhá.